Alo, thầy chào các em. Hôm nay chúng ta bước qua cái chương 8, tức là chương 8 là chương nói về đại số tổ hợp. Thì có rất nhiều học sinh đó là yêu cầu thầy nói về cái đại số tổ hợp này, cũng cách này cũng hơn một tuần rồi, nhưng mà cái lý do là thầy bận công việc, cho nên cho đến hôm nay thầy mới trở lại với các em trong cái phần đại số tổ hợp này. Thì trong cái phần đại số tổ hợp á, thì đối với các em lớp 10 thì các em mới học lại thôi, bởi vì cái trước đây chương trình đại số tổ hợp á, là nó nằm ở trên lớp 11, thậm chí là nó học trên chương trình lớp 12. Bây giờ bên bộ giáo dục người ta đưa xuống cái chương trình lớp 10. Như vậy thì đối với các em nó cũng khá là mới mẻ và cũng khá là lạ lẫm. Thì biết được cái tâm trạng như vậy, cho nên thầy sẽ cố gắng nói như thế nào đó mà để cho các em dễ dàng tiếp thu nhất. Mà để cho các em dễ dàng tiếp thu thì dĩ nhiên thầy tránh dùng những cái thuật ngữ nó mang nặng cái tính hàn lâm, thì nói một cách nó nôm na dễ hiểu thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ở đây các cái phần như là phép đếm nè, rồi chỉnh hợp, rồi tổ hợp, rồi cái nhị thức Newton nè, rồi xác suất nè, thì tất cả những vấn đề đó nó gộp chung lại là giải tích tổ hợp. Thì thôi thầy vắn tắt bấy nhiêu thôi, thì trong quá trình giảng giải thì có gì đó thì thầy sẽ nói thêm. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài toán số 1. Cái bài toán số 1 thì nó có hai câu. Câu 81 và 81B, tức là 81A và 81B. Thì cái 81A đó nó có cái nội dung như thế này. Với các cái chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, người ta có thể lập được bao nhiêu số chẵn mà mỗi số đó có 5 chữ số khác nhau? Thì bởi là cái đại số tổ hợp á, thì cái thuật ngữ của nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mà các em không để ý á, là các em sai ngay. Ví dụ như ở đây là có 5 chữ số khác nhau, hoặc là người ta nói là có 5 chữ số thôi, thì hai cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Dĩ nhiên là lập được bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số chẵn, chứ nó không phải là bao nhiêu cái số tự nhiên mà bao nhiêu số lẻ, người ta không có nói vậy. Và có một điều nữa mà chắc các em ở trong trường các em đã biết rồi, tức là cái số tự nhiên á, là một cái số mà nó không có con số không ở đâu. Chúng ta mặc nhiên như vậy. Thì để giải cái dạng toán như thế này á, thì thầy có cái cách đưa ra cái phương pháp như thế này. Bây giờ cái số tự nhiên này có 5 chữ số, như vậy thì thầy sẽ làm ra là một cái ô như thế này. Nó gồm có 5 ngăn, là A1 nè, A2, A3, A4 và A5. A1 nè, A2 nè, A3 nè, A4 nè, A5. Tức là cái số nó có 5 chữ số, như vậy thì mỗi chữ số như vậy á, là nó chiếm một một ngăn. Như vậy thì theo cái giả thuyết á, thì người ta cho là cái số này là cái số chẵn. Cái số chẵn là cái số là cái cuối cùng, nó là cái số 0, số 2, số 4, số 6, số 8. Đó, những cái số đó là những cái số chẵn. Như vậy thì trước hết á, là ta nói tới vấn đề là chọn chọn cho cái số A5. Chọn A5. Chọn A5. Thì chọn A5 á, các em có hai trường hợp. Một á, là A5 là bằng 0, và hai là A5 khác 0. Thì cái chọn cái A5 á, là đầu tiên các em chọn A5 bằng 0 đi. Chọn A5 bằng 0 đi. Đấy. Các cái số chẵn ở đây là số 0, số 2 và số 4. Bây giờ trong cái trường hợp này là các em chọn cái số A5, cái số cuối cùng đó là số 0.
Như vậy thì đã chọn A5 rồi đó, thì A5 bằng 0 thì nó dĩ nhiên là nó có một cách chọn thôi, bởi vì nó có một số 0 thôi, đúng không? Bây giờ ta chọn A5 rồi thì chọn A4, thầy viết tắt nghe chưa? Chọn A5 rồi thì bây giờ thầy chọn tới A4. Chọn A4 á thì nó có mấy cách chọn. Ở đây cái quỹ số của chúng ta là nó gồm có 1 2 3 4 5 6 số. 6 số mà cái số A5 này nó chiếm hết một số rồi thì còn lại là 5 số. Như vậy thì A4 này là có 5 cách chọn. Bởi vì cái A5 nó chiếm số 0 rồi thì cái quỹ số của chúng ta chỉ còn lại là 1 2 3 4 5 thôi. Đúng không? À, chọn A5 rồi, chọn A4, bây giờ chọn tới A3. Chọn A3 đó thì ta có gì? A3 thì trừ hai con số này ra thì 6 số, mà trừ 2 số rồi thì còn 4 số. Tương tự như vậy tới A2. A2 thì dĩ nhiên là 3 số. Rồi A1 thì còn lại là bao nhiêu? A1 thì còn lại là 2 số, tức là hai cách chọn. Như vậy thì nếu như mà ta chọn A5 mà bằng 0 á thì ta có tất cả là bao nhiêu cách chọn nè? Là 1 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2. Nó thành ra là bao nhiêu cách chọn? 5 lần 40, 5 lần 4 là 20, 20 nhân cho 3 là 60, 60 nhân cho 2 là 120 cách chọn. Đó là cái trường hợp mà ta chọn cái số cuối cùng là số 0. Bây giờ ta không chọn cái số cuối cùng là số 0 mà ta chọn cái số cuối cùng là ta chọn cả số A5 đó là khác không? Mà A5 á thì nó chỉ có thể là 0 là 2 là 0 là 2 là 4. Bây giờ nó khác không rồi thì chỉ còn có số 2 với số 4 thôi. Như vậy là hai cách chọn, thấy không? A5 này nó chỉ có hai con số mà được quyền chọn là số 2 với số 4 thôi. Như vậy thì các em có được là hai cách chọn cho A5. Rồi bây giờ thầy lại không nói là A4 như ở trên nữa, mà giờ thầy nói là A1. Hai cách chọn cho A5. Bây giờ A1 đi. A1 thì nó có bao nhiêu cách chọn? Thì các em thấy rằng A1 á thì nó đã trừ bớt một con số là A5 rồi, thì nó còn lại là đây là 6 số mà trừ một số là 5 số. Rồi cái số A1 lại khác không nữa. Như vậy trong 6 số là mất đi hết 2 số rồi, còn chỉ có 4 số thôi. Thì A1 này á chỉ được 4 cách chọn thôi. Các em lưu ý nha. A1 á là nó đã trừ đi một số cho A5 rồi. Cái thứ hai nữa là cái số 0 nó loại ra. Như vậy nó loại ra hết 2 con thì nó chỉ còn 4 con thôi. Hết A1 rồi tới A2. A2 thì sao nè? A5 là một số nè, rồi A1 là một số nữa là 2. 2 thì 6 trừ 2 còn 4. 4 cách chọn. Rồi A1, A2 rồi A3. A3 thì mấy cách chọn? Ở đây là một số rồi, ở đây một số nữa là 2, ở đây một số nữa là 3. 3 mà cái đây là 6 thì nó còn lại là 3. Rồi A1, A2, A3 rồi A4. A4 thì dĩ nhiên là hai cách chọn. Vậy ta có đủ rồi, A1, A2, A3, A4 và A5. Như vậy thì với cái trường hợp mà A5 khác không thì ta có bao nhiêu cách chọn đây? Ta có bao nhiêu cách chọn này? Ta có là 2 nhân 4 nhân 4 nhân 3 rồi nhân 2. 2 nhân 4 nhân 4 nhân 3 nhân 2. 4 lần 4 là 16, 16 nhân 2 là 32. 32 mà nhân cho 3 là 96, 96 nhân cho 2 là 2 lần 3 là 6. Cái này là bao nhiêu? 2 lần 3 là 6, 6 lần 4 24, 24 nhân với 8 là bao nhiêu? 8 lần 4 là 32. 8 lần 2 16 là 192. 192. Như vậy thì ở đây các em để ý một điều là cái đây là hai trường hợp. Đây là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ta chọn A5 bằng 0, cái số cuối cùng là số 0.
Cái trường hợp thứ hai là ta chọn là cái số cuối cùng là cái số khác, khác không. Nó có hai trường hợp như vậy thì các em cộng hay chưa? Đây là một cái phép phép cộng. Như vậy thì cả hai trường hợp đây là gồm có, như vậy là, như vậy là có 120 cộng với 192 là bằng bao nhiêu? 192 với 120 nữa là bao nhiêu? Là 29 với 2 11. 12 là 300. 312 cách cách chọn. 312 cách cách chọn. Đúng rồi, 32. 312 cách chọn. Như vậy thì theo yêu cầu của bài toán á thì chúng ta có 312 cách chọn năm số, một số gồm có 5 chữ số chẵn lấy từ cái quỹ số là 0 1 2 3 4 5. Cái bài toán của chúng ta là kết thúc tại đây. Và cái nội dung nó cũng chỉ có như vậy thôi. Ở đây thì thầy muốn nhấn mạnh với các em là các em chia ra hai trường hợp thì hai trường hợp này là phép cộng nha. Bởi vì cái trường hợp nào đi nữa thì ta làm một lần thì nó cũng xong chuyện, xong công việc thì cái đó là cộng. Còn một cái công việc nào mà nó trải qua nhiều cái công đoạn nó mới hoàn thành thì cái đó là các em nhờ, đơn giản vậy thôi. Bây giờ ta sang cái bài toán thứ hai là bài toán 81B. Bài toán 81B này người ta nói như thế này: có bao nhiêu số tự nhiên gồm có 5 chữ số, trong đó hai chữ số kề nhau phải khác nhau. Các anh thấy rằng hai cái đề này nó khác nhau ở cái thuật ngữ người ta dùng. Ở đây người ta nói là gồm 5 chữ số thôi, còn đây người ta nói là 5 chữ số khác, khác nhau. Ở đây người ta chỉ nói 5 chữ số thôi, nhưng người ta lại nói thêm là trong đó hai chữ số mà kề nhau á thì không được giống nhau, phải khác nhau. Hai chữ số đứng kề nhau thì phải khác nhau. Như vậy thì với cái dạng toán như thế này các em giải như sau. Đấy, bây giờ 5 chữ số thì các em cũng là làm ra cái ô gồm có 5 ngăn cho thầy. 1 3 4 5 A1 A2 A3 A4 A5. Có bao nhiêu số tự nhiên? Chứ người ta không nói là cái nghĩa là người ta không có cho quỹ số bao nhiêu số tự nhiên. Như vậy cái số tự nhiên là cái số gì? Từ số 0 cho tới số số 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Như vậy thì chọn A1 cho thầy. Chọn A1. Chọn A1. Tức là cái số đầu tiên này nè. Thì các em biết là cái số tự nhiên á, cái số tự nhiên là cái số mà số đầu của nó không được bằng số 0. Như vậy thì nó còn lại 9 số. Trừ số 0 ra thì nó còn 9 số. 9 số như vậy là có 9 cách cách chọn, đúng không? Tiếp tục sang cái ô thứ hai, tức là cái số số A2. Cái số A2 thì nó có bao nhiêu cách chọn? Số A2 nó có bao nhiêu cách chọn? Các em biết rằng cái số đầu tiên á, cái số đầu tiên á là mình đã chọn một số rồi. Thì cái số thứ hai này nè, cái cốt lõi là nó đừng có giống cái số thứ nhất. Như vậy thì giả sử như cái số thứ nhất nó chọn số 3 rồi thì cái số thứ hai phải bỏ con số 3 ra. Bỏ con số 3 ra thì 10 con số mà bỏ một con ra thì còn 9 con. 9 con như vậy là 9 cách. Đúng không em? Xong rồi, cứ tiếp tục như vậy các em qua cái số thứ 3 là A3. A3 này cái quỹ số của chúng ta cũng là 10 số, nhưng phải né cái số vừa đầu nè, là con số A2 này nè. Mình chọn con số A2, ví dụ như mình chọn số 7 thì như vậy thì mình bỏ số 7 ra thì dĩ nhiên là cũng còn lại 9 số thì là 9 cách chọn. Tương tự như vậy thì A4 cũng 9 cách chọn và A5 cũng 9 cách chọn, đúng không? Như vậy thì chúng ta đã chọn xong 5 số đưa vào 5 cái ngăn này từ A1 tới A5. Như vậy thì có bao nhiêu cách chọn nè? 1 lần 9 nè, 1, 2, 3, 4, 5 thì có phải là 9 mũ 5 số không? 9 mũ 5 số theo yêu cầu bài toán. Các em tự bấm máy lấy 9 mũ 5 nó bằng bao nhiêu. Và thầy kết thúc cái bài toán 81 ở đây. Chúng ta tiếp tục sang bài toán 82.